Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp bảng của trang game Sân Đình. Đầu tiên các bạn ấn vào game và các bạn ấn vào nút nạp ở cạnh avatar. Ở đây các bạn ấn chọn tiếp và nạp bảo Google Elite. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp bảo Google Elite bằng sim Viettel. Khi ấn vào nạp bảo Google Elite, các bạn sẽ thấy mệnh giá, tỷ lệ quy đổi, các mức khuyến mại, số bảo nhận được. Nếu cần hỗ trợ gì hơn, các bạn có thể liên hệ số hotline đang hiển thị trên màn hình. Các bạn ấn nạp bảo. Sau khi ấn nạp bảo, sẽ có một cái hóa đơn được gửi đến, xác nhận thông tin mua về gói giá trị đơn hàng và mua cái gì. Các bạn ấn vào mua. Khi đấy, Google Elite sẽ gửi đến cho các bạn một cái thông báo nhập mật khẩu của cái email mà các bạn đã đăng ký giao dịch Google Elite. Nhập mật mã. Với điều kiện, các cái sim Viettel Telecom này phải hoạt động được 3 tháng, tháng gần nhất phát sinh giao dịch tài khoản gốc trên 10.000 đồng. Nếu cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ số hotline của Viettel để hỏi chi tiết. Sau khi nhập mã, các bạn ấn xác nhận. Như vậy, thanh toán đã thành công. Bảng thông báo, giao dịch thành công, số bảo nhận được là 2.430.000 bảo. Nếu muốn mua với các gói khác, các bạn có thể chọn ở các mức mệnh giá. Đây là các mức mệnh giá mà các bạn có thể làm. Và sau khi thanh toán thành công sẽ có một tin nhắn gửi về. Trong tin nhắn của các bạn để xác nhận cái mã đơn hàng, các bạn có thể vào đấy để kiểm tra. Nếu có thắc mắc hay liên hệ, các bạn có thể liên hệ số hotline của Sân Đình và liên hệ Viettel Telecom để được hỗ trợ. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.